Online Training Center. All you need is here. Rồi, hôm nay ta sang buổi thứ 3 nhỉ. Thì bữa này làm rồi hết rồi, không phải chữa này dễ đúng không nhỉ? Dùng gì nhỉ? Công cụ vẽ hình ấy, hình tròn. Xong rồi gì ạ? Lý thuyết cấu trúc để thành gì đấy? Thành dạng rình rẻ quạt đúng nhỉ? Xem nhau cái nhân bản ra rồi cắt sơn F đúng không? Vẽ hình tròn trên cắt sơn C sơn F rồi rộng ra và gì ạ? Thì thay đổi gì đấy? Cùng nó thôi. Đúng nhỉ? Nếu như chúng ta không có được cái tính mở rộng đấy của bản mới đấy thì làm cái này rất vất vả đúng nhỉ, phải cắt cùng các kiểu. Mấy này dễ quá đúng nhỉ, toàn gì tam giác sau công cụ gì đấy đoài vết sân tun để gì ạ, để di chuyển đỉnh đúng nhỉ. Ê, muốn sao lại khó chỗ nào bỏ qua màu. Bỏ cái màu gì? Cái có gì khó đâu, đúng không? Thì thử nhân mấy cánh. Đôi này là 4 này 6 8 cánh thử nhá. Đây, đây. 6 7 8 nhỉ, yeah, được không? Đúng nhỉ. Thì quan trọng bây giờ là vấn đề như này là chúng ta sẽ hủy màu viền để màu tô. À, để hủy màu tô để màu viền. Và quan trọng ra thì ấy, chúng ta đang thiếu phần gì? Phần bên trong. Đây này. Đúng nhờ, thì ta sẽ vẽ gì đấy? Đường thẳng thôi. Bỏ con màu đi. Được chưa? Và chúng ta gì đấy? Xoay. Nhờ. R. Giữ an toàn tâm ở đâu? Đây này. Chuyên mấy? Thì 8 à? Rồi. Thế thì khi sẽ 8 rồi chúng ta sẽ chọn hình này, nhìn nhá, ta khóa này vào con 2 vào. Và hình này ta sẽ di chuyển như này. Không. Đây chưa, nó bị cái gì mà điện nó không chọn được nhỉ? Gì đâu? À, hình này. Rồi. To lên nhá. Rồi, ta sẽ chọn đúng này. Nhờ. Và sẽ di chuyển lên. Nhìn chưa? Nó bắt đúng tâm vào chính giữa luôn. Các chuyên đi dài kiểm tra. Nhìn chưa? Đại nó thích các chuyên đi dài lắm. Được chưa? Nhờ. Thì đến đây rồi chúng ta thì đấy. Mới gì là phải nối cạnh này với cạnh này. Đúng không? Như vậy tiếp tục này, cho cái này căn chun G vào đúng chưa, và căn chun C ấy. Căn chun gì, căn chun F L và cầm tâm này xoay gì vậy này, chuẩn chưa, bây giờ nhỉ. Và hôm nay ta sẽ học được lệnh để ta sẽ tô được cái này nhỉ. Thì thầy cố tình bài này sẽ có hai việc, đó là gì ạ, một là tô màu, hai là tô màu chuyển, đúng nhỉ. Như bài này chỉ sửa phần này thôi, phần này các em làm hết được đúng không, phần này thực ra quá đơn giản nhỉ. Thì để bài đây ta sẽ bắt đầu học bài mới ngày hôm nay nhỉ. Thì đầu tiên ta sẽ học công cụ, công cụ này đại đã biết rồi, nó kinh lắm. Thanh niên gia liễu thì trong Illustrator nó có một công cụ khá đình đám, là nó sẽ cho mọi người tô. Giờ ta sẽ công cụ Lipin Packet. Công cụ Lipin Packet. Hiểu chưa? Thế công cụ phép tô màu nhanh. Công cụ cho phép tô màu nhanh. Giá trị của thuộc tính màu viền hoặc màu tô
Công cụ cho phép tôi mổ nhanh. Giá trị của mầu viền hoặc mầu tô. Vào các phần giao nhau. Vào các phần giao nhau của hai hay nhiều đối tượng. Vào các phần giao nhau của hai hay nhiều đối tượng. Nhưng quan trọng điều này này. Theo quy luật đường cong khép kín. Dòng đi được bước 1. Chọn các đối tượng. Bước 2. Hủy tất cả mầu viền và mầu tô của tất cả các đối tượng. Bước 2 là hủy mầu viền và mầu tô của tất cả các đối tượng. Bước 3. Bước 2 phải hủy tất cả mầu viền và mầu tô của tất cả các đối tượng. Bước 3 bấm phím K để chọn công cụ gì ấy? Lipin Pocket. Dạ. Bấm phím K để chọn công cụ Lipin Pocket. Sau đó quan trọng này, sau đó chọn màu cần tô. Sau đó chọn màu quần tô. Và bước cuối cùng, bước 4. Đưa con trỏ chuột vào các phần giao nhau. Bước 4. Đưa con trỏ chuột vào các phần giao nhau của đối tượng và bấm trái chuột để tô màu nhanh. Đưa con trỏ chuột vào các phần giao nhau của các đối tượng nhờ, và bấm trái chuột để tô nhanh. Trái chuột để tô nhanh. Nào, chúng ta quay lại cái bài này. Thì đây, được chưa? Thầy sẽ có ra cho nhìn dễ nhé. Rồi. Thế thì bước 1, tôi đặt đây là các đối tượng riêng biệt tôi, đúng không? Đây là rất nhiều đối tượng, nếu tính ra ngôi sao này, rồi mấy thanh này đúng không? Tôi chọn tất cả đối tượng, bước 1 chọn tất cả. Bước 2 tôi hủy màu, như vậy tôi sẽ hủy, bấm X cho màu gì? Màu viền nổi lên trên, bấm dấu gì? Tôi hỏi, hủy hết chưa? Bước 3 bấm phím K để chọn công cụ này. Bước 4 tôi sẽ chọn một màu này, được chưa? Bước 4. Bước 5 tôi đưa vào phần giao nhau này. Được chưa? Và tôi bấm trái chuột để tô. Không chưa? À, trường hình này, màu này, tôi chọn màu nhạt hơn. Dí vào đây, nó dò theo đường cong khép kín. Còn ra ngoài, không khép kín, không dò được. Như vậy nó sẽ dò tô màu theo cách gì? Cách dò đường cong khép kín. Như vậy tôi đưa chọn màu nhạt hơn. Như thế. Đúng nhỉ? Hoặc tô này. Màu này. Phải tô theo kiểu đúng cái màu này, mọi người xem. Được chưa? Đúng nhỉ? Và mọi người cứ chọn màu ô tô. Được chưa? Mỗi lần các bạn chọn màu, các bạn bấm vào lại tô đúng màu đấy. Và ta được một cái ngôi sao khá ổn. Đẹp không? Đẹp. Cái vấn đề ở đây là công cụ rất hay. Nó là chúng ta không phải cắt chích gì cả. Lý do cắt chích sau. Và chúng ta chỉ cần gì? Tạo ra các đường nét, vector, outline và các phần giao nhau làm sau đó để ra được cái hình dạng ta mong muốn. Đúng nhỉ? Và tô màu nhanh. Thế thì nhìn bảng đây. Sau khi mọi người tô xong rồi thì hình như này. Thì đây là cái hình dạng sau khi sử dụng công cụ gì? Lipin Pocket. Thì bao giờ nó cũng giữ nguyên các cái đường nét vector gốc. Và ở nó có tất cả bao nhiêu 8 cái điểm nút ở bộ đầu này ra hình vuông. Thì đây báo hiệu là gì ạ? Là phải gốc.
Thế thì khi xong rồi mà các bạn muốn đập nó thành gì? Hình vector thật. Bạn nhớ là khi là bạn lướt mấy cái xong thì nó hiểu toàn bộ hình này là hình phức hợp, được gọi là compound path. Còn bây giờ bạn muốn đập nó thành vector nguyên thủy, tức là nó hiểu là gì? Là một cái hình dạng ngôi sao và chỉ đơn gì một đập một đập một gì ạ? Một đối tượng thôi. Thì lúc này ta học lệnh mới, thì đây ta sẽ chọn lệnh này và lệnh menu object, ta lệnh expand. Lệnh expand này cho phép mọi người sẽ gì ạ? Sẽ đưa đối tượng như thế nhá, menu object và lệnh expand. Expand này là lệnh phân rã đối tượng, menu object và expand lệnh phân rã đối tượng. Hai chấm này, phân rã bao gồm một là các lệnh như thế, phân rã tức là một là các lệnh phức hợp. Thứ hai, phân rã các đối tượng trở về đối tượng xếp nguyên thủy, phân rã các đối tượng phức hợp để trở về đối tượng gì? Xếp nguyên thủy, tức là vector gốc nguyên thủy. Sau lệnh này bạn định gì? Sau lệnh này phát thì tất cả các đối tượng gốc ban đầu để cấu tạo hình gì ngôi sao bị gì ấy mất hoàn toàn, được nhỉ? Và bạn nhìn đây, và các bạn đi đều chú ý, đều chú ý này, sau khi thực hiện lệnh expand như thế này, chú ý này, sau khi thực hiện lệnh expand thì mặc định đối tượng sẽ ở dạng nhóm. Sau khi sử dụng lệnh expand thì mặc định đối tượng sẽ ở dạng nhóm. Chú ý là chúng ta cần gì? Ungroup hoặc là gì? Dùng công cụ gì nhỉ? Select group nhỉ? Để chọn nhanh. Đây, đây là gốc của nó. Gốc này là sao? Thì các bạn hoàn toàn thể chọn gì công cụ này, các bạn thì thay đổi gì đây? Cấu trúc của nó. Nhìn thấy không? Gốc mà. Đúng nhỉ? Còn bây giờ không muốn, tôi để nguyên này, tôi vào menu object và lại expand. Lúc mà expand nó ra một cái bảng như này, thì cái bảng này nó sẽ đập phân rã đầu tiên. Phân rã gì đây? Phân rã đối tượng. Đúng chưa? Bao đối tượng đập hết thành một đối tượng thôi. Phân rã gì đây? Màu và cả shop. Phân rã hết. Nhìn đây, menu object expand này. Ok. Nhìn chưa? Nhìn hết chưa? Mất sạch. Nhìn thấy không? Và đương nhiên là dạng nhóm. Tôi menu object và lại gì? Ungroup. Lúc này nó sẽ bỏ ra từng hàng một. Ungroup này, ungroup từ thứ hai, ungroup mấy lần đấy. Ungroup. Tiếp tục đi. Phù hợp nhiều phết đấy. Ungroup đến khi nào không còn nữa rồi. Thấy không? Thấy không? Lúc này phân rã thành gì? Thành đối tượng gì ạ? Gốc. Được chưa? Đó, rất hài. Được chưa nhỉ? Và ta ngôi sao này. Ngôi sao là gì ạ? Nó có màu chuyển. Được chưa? Thằng ngôi sao này không có màu chuyển, để màu đậm đơn sắc. Được chưa nhỉ? Thì công cụ Leap Paint này rất hay. Tại vì sau này sẽ có những cái các bạn sẽ làm bằng Leap Paint cực nhanh. Đúng nhỉ? Ok. Thì đó chính là cái vấn đề tí giờ dạy bạn sau. Đi sang công cụ đình đám tiện thể luôn. Rồi, đó là công cụ tô màu chuyển. Nhỉ? Gradient Tool. Đây là tô màu chuyển trong Illustrator. Gradient Tool. Rất là G, trùng với nhắc của gì? Photoshop. Công cụ này cho phép tô màu gì ạ? Tô màu chuyển. Tuy nhiên của nó kiểu chuyển và cách sử dụng nó hơi khác với Photoshop. Đây, giả sử như thầy sẽ copy ngôi sao ở sang bên này để nhìn cho nó dễ. Wow. Ok chưa? Và khi thầy chọn công cụ một tô màu chuyển nhá. Thì các bạn đi thầy đầu tiên
Quý đầu tiên đi. Đi. Để sử dụng công cụ tô màu chuyển. Để sử dụng công cụ tô màu chuyển. Ta phải sử dụng đến bảng quản lý gì đây? Màu chuyển đó là menu Windows. Và mọi người vào gì đấy? Quên điền. Thì tắt là Ctrl F9. Bắt buộc mọi người phải bật bảng này lên mới thao tác được nó. Được chưa? Thế thì bảng được lên dùng như nào và cách bố trí như nào cho tiện lợi? Nhìn đây. Thế thì đây nếu như mọi người bật bảng lên này. Được chưa? Nằm đây. Thế thì cách bố trí như sau, bố trí khôn ấy như này, các bạn nhìn này. Bảng bật lên, mọi người có thể cầm bảng này, mọi người kéo ra ngoài. Nhớ. Thế thì ở đây Swatch Sheet và Color sẽ cùng một nhóm và ở đây tôi sẽ để cho lên vào một cái nhóm khác. Tự nhiên là nhóm dưới này đi cho dễ nhìn. Tại sao như vậy? Các bạn nên để worksheet đó là các mã màu ở một diện, một khoang riêng và gradient ở một khoang ngay bên dưới để tí nữa việc kéo thả màu nó dễ. Còn nếu để cùng đi, để cùng một khoang cái việc kéo thả màu không thực hiện được. Các bạn phải bấm chọn từng tí một một. Thế nhìn bảng đây. Thế thì cách dụng như này thì nè. Giả sử tôi chọn cánh hoa này. Nhá. Và lúc này tôi bấm G. Lúc này nó chưa áp dụng gì cả. Bởi vì sao? Bởi vì tôi chưa bấm vào bảng gradient này. Khi tôi bấm phím G rồi, tôi kéo chẳng dụng gì cả. Tôi chọn nó tượng. Tôi chọn công cụ rồi. Nhưng tôi phải bấm vào cụm bảng đi. Bảng gradient. Bấm thẳng vào gì ấy? Vào dải màu chuyển. Lúc này nó mới active. Thấy không? Được chưa? Còn nếu như các em ở đây mà kem lại để gì ấy? Cho màu tô nổi lên thì nó hiểu tô màu chuyển mặc định này vào trong đối tượng này với màu gì, với màu tô. Nhưng nếu các em lại để cho thằng này là màu viền cơ, đang là màu viền cơ nhá, và màu tô của tôi đã là màu xanh thì ngôi sao của tôi có phải là đang có màu tô là màu xanh và màu viền màu đỏ không? Nhưng các em lại lỡ bật XC để cho màu tô à màu viền nổi lên trên mà lại bấm vào trong giải màu chuyển này, nó hiểu tô giải màu chuyển đen trắng cho ai, cho thuộc tính viền. Thấy không? Thế cho nên bảng gradient này nó khác với Photoshop là tô màu chuyển này nó sẽ tô màu chuyển vào thuộc tính màu tô hoặc màu viền tùy theo ô màu của thuộc tính nào nổi lên trên trước, đúng nhỉ? Cho nên đây chúng ta trước khi bấm vào bảng gì gradient này tô màu chuyển mặc định thì nhớ kiểm tra thầy chúng ta đang muốn tô màu chuyển vào thuộc tính nào. Nhờ. Vậy tôi sẽ hủy màu viền đi. Tôi cho XC cho màu tô nổi lên trên rồi bấm thẳng vào đây. Thế thì lúc mà tôi bật bảng xoát chữ lên thì trong bảng gradient này nó sẽ có ba dạng. Thì ở mức độ cơ bản ta chỉ học hai đầu. Và ở đây nó sẽ có kiểu đầu tiên. À thì nó kiểu sau dễ nhá. Thế thì khi mọi người bấm đây rồi thì lúc này chúng ta đang trong cụ gì đây? Gradient. Bấm apply màu chuyển này vào màu tô rồi lúc này ta mới kéo được. Bấm trái chuột và mọi người giữ vào người kéo điều hướng nó. Được chưa nhỉ? Khá giống với Photoshop. Điều hướng từ đây đến đây chẳng hạn thế. Được chưa? Thế thì khi mọi người bấm cái chuột thì ở đây sẽ có như này. Thì bao giờ nó có kiểu như này, kéo như này. Thế thì đầu tròn là điểm bắt đầu và đầu hình thoi là điểm kết thúc. Và cái đặc điểm hay ở Illustrator giống như Photoshop là mọi người có thể design ngay nút điểm nút trên này hoặc đây. Thế thì khi mọi người tạo màu chuyển, chúng ta hoàn toàn có thể thay điểm nút bằng cách đưa thẳng màu chuyển vào đâu? Vào giải màu chuyển đến khi hiện dấu cộng. Bấm trái chuột. Thêm. Thêm. Được chưa? Hoặc đưa thẳng vào giải màu chuyển trên gì? Trên đối tượng khi hiện dấu cộng. Thêm. Thêm. Để bỏ bớt đưa màu chuyển trực tiếp nhận được giữ và kéo ra ngoài hoặc bấm đúng được trên bảng ghi gradient kéo ra ngoài. Được chưa? Chúng ta có thể thiết lập tỷ lệ phần trăm. Bạn nào học Photoshop rồi thì hiểu ngay.
Còn những bạn chưa học thì chị sẽ kèm link ở dưới học Photoshop, xem Photoshop. Thì ở đây tỷ lệ phần trăm nó sẽ tính từ khoảng cách từ điểm bước đầu tiên đến cuối cùng là bằng 100%. Và tỷ lệ điểm nút màu được chưa thêm gì? Theo phần trăm, tại sao giải màu chuyển theo phần trăm thì nó rồi ở bộ Photoshop, đó là để không thuộc vào gì? Và kích cỡ của đối tượng. Ví dụ như từ điểm này đến điểm này bằng 5m, đúng chưa? Thì tôi kéo điểm đầu tiên tại điểm này đến đây là giải màu chuyển tròn bao nhiêu? Dài tròn 5m. Thì từ điểm nút này đến nút này chiếm bao nhiêu đây? 36% đi. Thì điểm này khoảng cách bao nhiêu? Là 30% của ai? Của 5m. Có hiểu không nhỉ? Đơn vị của giải màu chuyển là đơn vị phần trăm, để không phụ thuộc vào cái cỡ thật của đối tượng, đúng không nhỉ? Cái đối tượng dài bao nhiêu thì nó tính điểm phần trăm bằng như thế. Ok chưa? Và tại sao thầy bảo là phải để thằng ngày ở dưới thằng ngày? Bởi vì sao? Thì tôi muốn tôi chuyển từ đây, từ màu vàng, thì tôi sẽ phải cầm bấm chuột vào gì? Và mã màu vàng bằng spreadsheet kéo và thả vào thẳng nút đứng này. Thử nhá. Đây. Kéo này. Nhìn thấy không? Kéo này. Đúng nhỉ? Nó rất tiện ở chỗ điểm đấy. Đó là tại sao mà thầy xếp này. Có hiểu không nhỉ? Đó. Còn nếu không các bạn xếp cùng ngang hàng cái này thì cái việc qua lại thôi nhỉ, là sẽ không làm được. Đúng không? Nếu để như này thì ta phải tiếp thuộc vào từng điểm nút một. Rồi thì đây, bấm vào spreadsheet rồi gì? Chọn ở đây. Có hiểu không nhỉ? Khi bảng khi bấm kích hoạt điểm nút bất kỳ nó sẽ ra cái bảng này, chúng ta bật lựa chọn một là màu tự do cho chỉnh theo bối kinh màu trên máy cây, hoặc là chỉnh bằng spreadsheet bằng mẫu sẵn, hoặc là lấy mã màu bất kỳ đâu. Được chưa? Như vậy cách nào đến với thầy thì hay là cách này để các bạn dễ hay hơn. Nên là luôn để thì đây hai thằng cửa hai khoảng khác nhau thì chỉ việc gì? Kéo thả màu vào thôi. Ok chưa? Đó là cái cách để mọi người làm. Ok chưa? Và tôi bấm tiếp chuyện vào đến lúc này, tôi hoàn toàn có thể thiết lập gì? Độ trong suốt. Ở phần này nó có phần gì? Opacity. Về thuộc tính của bảng này giống như Photoshop, bao gồm có các điểm nút màu phía dưới này là đơn sắc. Cái thoi này là cái thoi chia tỷ lệ lấn sân giữa hai điểm nút màu 50-50 thằng điểm nút 50. Thế giới khoảng từ 0 đến 36% này bạn muốn màu xanh này nhiều hơn thì bạn kéo có thoi về đâu? Về bên tay trái để màu xanh kín nhiều hơn. Ví dụ đây, tôi kéo này thì màu xanh này chiếm nhiều hơn. Được chưa? Hoặc màu vàng chiếm nhiều hơn. Còn bảo định sẽ chia bao nhiêu? 50-50 đều nhau. 50. Còn tiếp theo tôi bấm điểm nút màu này thì nó có phần opacity. Đó quy định gì ấy? Quy định độ trong suốt của điểm nút màu. Ví dụ tôi bấm điểm xanh này, nó sẽ có 50% thôi. Thì lúc này khi mà nó nhìn xoay được, nhìn xuyên qua được đây. Ví dụ tôi sẽ vẽ cái gì đó cho mọi người xem. 50. Thử nhá. Thật sự tôi đưa bức ảnh nào đó vào. Còn Mion vào đây. Nhớ. Và tôi cho dưới cùng. Thì ra thấy không? Đây này. Đúng nhỉ? G. Trong suốt. Bởi vì bao nhiêu? 50%. Có hiểu thấy không nhỉ? Tôi cho ngày bởi vì chú ý này. Và 50%. Đây 100% thì nhìn xuyên. Không nhìn xuyên được. Ok chưa? Và trong Illustrator thì nó chỉ có độc một kiểu chuyển thẳng. Và thứ hai kiểu chuyển tròn. Nhớ. Trong đó Photoshop thì có đến những gì? Những 5 kiểu chuyển. Ý chưa? Chuyển ít hơn rất nhiều. Chính vì thế, Illustrator ở bản phiên bản mới đã bổ sung thêm một cái nữa, đó là Freeform Gradient. Tức là nó sẽ chuyển màu sắc tự do. Cái này thì sẽ dạy sau, ở buổi đầu tiên học địa 2 đầu tiên thôi. Như vậy, ta sẽ có như sau. Mà nhìn này. Thì vẽ nhật tôi sẽ nhìn nha. Rồi, chữ nhật. Thì khi mọi người bấm vào spreadsheet này, mọi người chọn cụ này, mọi người bấm vào trả và mặc định màu gốc. Như này, nhìn nhá. Rồi. Mình đang bấm vào điểm nút màu, bạn phải bấm ra ngoài hủy này. Rồi, lúc này tôi bấm vào bị màu bất kỳ, hủy nó. Chọn cụ G và mẫu này. Được chưa? Thế thì đây nó sẽ có hai kiểu chuyển. Tôi chuyển từ màu vàng này sang đến màu xanh này. Xong. Cũng là hình này tôi nhân bản lên.
Và ở đây Illustrator nó hay là gì? Là khi bạn tô rồi, mọi người kéo thoải mái, nó sẽ đi theo. Đi Photoshop thì bạn làm ngược lại, là khi mọi người thay đổi gì đấy, kích cỡ mọi người phải kéo từ đầu. Còn đây là mà định áp cho mình cả dựng như vậy là sao? Khi mọi người thay đổi tỷ lệ thì giải màu ăn theo. Hôm nay kéo theo, thầy cho ngày màu hồng xuống đây và thằng ngày màu xanh vào đây, và thầy sẽ chuyển theo màu của chuyển tròn để hình vuông sẽ thấy ngay, nhìn chưa? Chuyển tròn và tâm để cho màu sáng hơn cho dễ nhìn, nhìn chưa? G đây chuyển tròn. Và lúc này khi chuyển tròn đây nó bị méo này, ta để 100% nó sẽ tròn, nhìn chưa? Và đối với chuyển tròn, bọn có thể cần mọi người kéo điểm này to ra hoặc bóp méo nó nếu trực tiếp, hoặc xoay tỷ lệ, hoặc xoay ra phía ngoài xoay. Có gì à? Thì Illustrator nó chỉ có từng cái chuyển màu thôi. Và ở chuyển màu Illustrator hơi khác tí là các bạn phải chọn đối tượng. Nhớ sau đó bấm bảng Blade lên và active nó với một mẫu chuyển bất kỳ. Sau đó chọn màu và cứ kiểu. Thì quay lại cái bàn ngôi sao là như thế ạ, rất là dễ. Như vậy đây từ màu vàng xuống màu vàng gì đậm hơn thì cách làm thế nào nhìn này. Sau khi tôi expand rồi tôi mới tô thằng một, đúng chưa? Như vậy này, thử xem nhé, thử ô này. Như vậy bây giờ tôi bấm vào gì, chọn màu tô nổi trên ra bên bấm tô màu bất kỳ, rồi G tôi điều hướng từ đâu, trên xuống dưới, chuẩn chưa? Và lúc mà tôi kéo màu vàng, cái trong Illustrator nó có điểm thứ hai, tôi sẽ kéo một thằng vàng nữa vào đây. Hai điểm này giống nhau, thằng vàng dưới đậm hơn. Thế thì trong Illustrator để có thể thay đổi được màu sắc đậm nhạt nhưng vẫn là từ màu gốc rất hay nhỉ nè. Tôi sẽ click chuột vào điểm nút nổ màu này để ra bảng màu nhá. Và bảng color ra, nếu mọi người bấm ra mà nó không ra bảng này, nó ra cái bảng chỉ một màu thôi. Mọi người bấm vào menu phải lệnh bên phải này và chọn gì, color, bình thường sẽ ra kiểu này hoặc ra kiểu này hoặc là ra kiểu này vân vân, đúng nhỉ? Thì mọi người chọn color để ra được bốn kênh màu này. Thế chỉ tôi muốn cho cái màu vàng đậm hơn thì nhớ thầy, chúng ta khi cm bằng không, magenta bằng không và yellow bằng 100% là vàng gì, nguyên thủy. Và ở đây kênh K là kênh gì, kênh black, chúng ta chỉ việc gì kéo thêm đen, thêm sắc đen vào trong gì, trong vàng. Thấy vàng tối chưa? Thấy không? Được chưa nhỉ? Và xong. Thế thì nay rồi, tôi làm thế nào tiếp này? Đấy, một vàng tối. Và còn đậm hơn làm nào nhìn hai cực kỳ nhé. Lúc này tôi thông minh này, tôi chọn ô này. Và ở đây tôi học công cụ gì? Eyedropper Tool. Ở trong Illustrator cũng có công cụ Eyedropper Tool giống gì Photoshop. Công cụ Eyedropper Tool cho phép mọi người gì đây? Sao chép toàn bộ thuộc tính của đối tượng gốc. Nếu như là vector thì nó thao tác toàn bộ cả màu tô lẫn màu gì, màu viền. Nhưng nếu đối tượng là ảnh thì nó chỉ thao tác gì, thao tác được gì, mở màu vào màu tô thôi. Ví dụ nhìn nhá, như này, dụ thầy có hình ngôi sao như này, được chưa? Cho màu viền này là màu đen, rồi thì vẽ hình bất kỳ ra. Thì vẽ hình bất kỳ, dụ nhà chỉ có màu viền hoặc màu tô đi, màu đen. Thì vẽ hình bất kỳ ra. Bây giờ thì chọn cụ này mà bấm chọn cụ gì, y ngắn Eyedropper Tool giống Photoshop. Và thì chọc vào đây, bởi vì hai thằng là vector gốc nguyên thủy chuyên sao chép toàn bộ thuộc tính của thằng này và thằng ô này. Nhưng nếu ông này là ảnh thì nó chỉ sao chép được độc màu sắc vào màu tô vào thôi. Ví dụ vẽ một ngôi sao ở đây, hình dưới đất đây, đúng không? Chọn này, y ngắn chọc vào đây thì nó chỉ link vào màu tô vào thôi, được chưa? Bởi vì hai thằng, một thằng vector, một thằng gì, ảnh. Nếu sao chép màu bằng của Eyedropper Tool và vào ảnh thì mặc định lấy mã màu từ ảnh vào gì, tính màu tô. Còn nếu hai thằng đối tượng là vector gốc thì sao chép toàn bộ tính màu viền và màu tô cho đối tượng gì cần sao chép. Đâu viền đâu? Đúng rồi,
đây đối tượng đang cần sao chép mà. Đây đối tượng đi sao chép. Tôi bấm công cụ Y, Arrow Tool và thì lấy mã màu. Thì có phải công cụ công cụ Arrow Tool là công cụ sao chép. Thì ta phải chọn công cụ cần công cụ bị sao chép. Làm cụ này. Đúng không? Sau đó bấm Y và chọn lấy màu ở đây thì nó sao chép cái mã màu từ đây vào đây này. Thì rõ ràng đây là bức ảnh chứ không phải vector gốc. Chứ nó chỉ lấy mã màu tô và màu gì? Và màu tô. Đúng rồi, bởi vì nó hiểu là chỉ màu tô thôi mà. Tại vì sao chép màu từ ảnh thì đập chỉ có màu tô thôi. Vector đây, dù đây thằng này mà thầy bấm Y ngắn chọc vào đây thì hai thằng đều là vector gốc cho nên sao chép tất. Kiểu chứ nhỉ, nó có hai trường hợp thôi. Đối tượng không phải vector gốc thì chỉ ra tất độc màu tô, mã màu và màu tô, chỉ có màu tô không thôi. Hiểu chứ nhỉ? Thì quay lại đây mẹo làm này. Có phải là thằng này nếu so sánh như này không? Kéo luôn đây cho dễ so sánh nhìn. Màu vàng được rồi. Gì đấy? Sáng ở trên và đậm tối. Thằng này sao? Xỉn hơn. Chỉ làm nào nhìn này, rất thông minh này. Tôi chọn công cụ cánh này, cụ Y để sao chép. Thấy chưa? Nhìn thấy không? G. Tôi kéo lại trên dưới. Được chưa? Nhờ. Bây giờ tôi xin chọn con này. Kéo đậm hơn một tí. Thằng này bao nhiêu? Là 40. Này cho ngày 35 đi. Và thằng này bao nhiêu? 45 đi. 45 hơi đen. Sorry mọi người. Bao nhiêu? 45 chứ. Có hiểu không nhỉ? Thì xem nhỉ là tối hẳn đi. Đúng chưa? Màu xanh này có chưa? Bấm vào đây. Như vậy chọn màu xanh này, dụ màu xanh này kéo vào đây. Màu xanh này gì? Kéo vào đây. Có hiểu không nhỉ? Và G. Kéo lại từ đâu? Đây xuống đây. Và màu xanh này cho màu gì? Tăng gì? Tô lên một tí. Có hiểu không nhỉ? Và tô cho đến hết. Có hiểu thấy không? Lúc này sẽ có gấp khúc. Rõ ràng gấp khúc. Bởi vì sao? Có sự chuyển màu. Ok chưa? Như vậy màu tô rất đơn giản. Mọi người kéo thao tác. Kéo thao tác thao tác. Ok chưa? Thế thì để rõ hơn cho cái việc này, ta sẽ thử làm cái bài này. Ta sẽ chữa luôn. Mọi người xem thử. Đây. Ta sẽ làm để bài dễ nhất. Nhờ, ta làm hòn bi này. Bóng 7. Hòn bi này có rất nhiều cách làm. Ta sẽ làm cái đầu tiên thôi. Thế thì nhìn tổng quan, ta phải vẽ được hình bi đã. Bi hình tròn. Và cái phần thứ hai là phần bóng 7 này. Nhờ, thì đầu tiên ta cứ vẽ hình hình bi về đã. Nhờ, hủy màu viền đi, chỉ để màu tô thôi. Màu bất kỳ xanh này đi. Giữ xịt vẽ hình tròn. Được chưa? Và tôi căn chân C, tôi đổi căn chân S, đổi thêm màu trắng để tôi kéo lên nửa thôi, sắc ra rồi đấy, đúng không? Giữ an, kéo một cạnh để vào đồng thời, bước lên xuống để gì? Cho xuống một tị. Được chưa đã? Rồi, bây giờ phân tích xem là thằng này là gì ạ? Là có tô màu chuyển như dạng gì ấy, dạng tròn và tâm là màu trắng rồi màu xanh. Như vậy tôi sẽ dụ này, bấm phím G, bấm vào bảng gì, gradient, đúng nhỉ? Tôi mặc định là bấm các kiểu chuyển gì ấy, chuyển tròn, được chưa? Và điểm đầu tiên là điểm màu trắng, tôi kéo vào đây. Điểm hai điểm màu gì, xanh, xanh này, xanh kiểu này đi, kéo đi nhỉ? Thằng này màu trắng chưa? À, có vẻ chưa trắng lắm. Ờ, trắng rồi chứ. Nhè, yeah. Trắng dã rồi đúng không? Trắng rồi. Và tôi cho màu xanh này cho đẹp đi. Rồi. Thế thì khi mọi người nhìn này, khi mọi người đã xác định được là kiểu chuyển tròn rồi. Đối với kiểu chuyển tròn rất hay này, chúng ta sẽ bấm vào màu tô mặc định và kéo màu vào. Và đang trong kiểu chuyển tròn của cụ gradient. Và khi mọi người đưa thủ tục vào đây, ở kiểu chuyển tròn mọi người bấm trái chuột một lần duy nhất, không giữ không gì cả, bấm trái chuột một lần duy nhất, nó sẽ được đặt tâm của hình tròn kéo.
Nhìn này. Ông chưa phát ở đây. Làm lại các chân Z này. Khi một người trong người một cái bấm chân chuột vào đây, nó sẽ ra đúng tâm. Và lúc này một người muốn đổi màu bi ve thì phải kéo đâu? Kéo vào điểm bút nó là sự đổi màu. Thích màu gì thì màu đấy. Được chưa? Nó hay ở điểm đấy. Được, tôi sẽ cho màu xanh này cho bóng bẩy đã. Tiếp tục là cái hình này. Nó lại mờ dần, trên này đặc mờ dần. Thì đây chúng ta lợi dụng gì ấy? Cái tính năng gì đấy? Trong suốt opacity thì ta sẽ chơi thử chuyển gì ấy? Đây là chuyển thẳng, bởi vì nó không nó thì nó đi thẳng, nó không có hình tròn, không có mảng rồi. Như vậy tôi sẽ chọn này. Chọn bằng kiểu chuyển này và chuyển gì? Chuyển thẳng. Nhìn này, chuyển thẳng từ đâu? Từ màu trắng sang màu trắng. Rồi phím G được kéo từ trên xuống dưới theo đúng rồi đấy, đúng cấu trúc của nó. Đúng chưa? Đúng không? Và điểm này điểm cuối cùng và tôi chọn SD thôi nhỉ? Về không. Đúng chưa? Kiểm tra thử. Nhưng mà tôi cho độ lớn sân nhiều hơn để điểm này sao nó lẩn vào đây. Ngon chưa? Nhiều quá. Có hiểu không nhỉ? Xong rồi. Bây giờ tôi được gì đấy? Nhân bản. Các chân D. Chọn hình này và chỉ việc gì đấy? Kéo bất kỳ màu vào nó đều chuyển được màu hết. Nhớ, rất bóng luôn. Được không? Được. Thì đó là cái mà chúng ta sẽ thấy là nó rất là hay. Nhớ. Thế thì với những cái bài này chúng ta gì ạ? Luyện thoải mái. Nhớ. Này các bạn sẽ luyện sau. Nhớ, tí giảm sau. Được chưa? Thì rõ ràng là ở cái cuộc tôi một chuyện này nó chỉ có từng ấy kỹ thuật, kỹ năng thôi. Nhưng tôi chọn phân tích. Đúng nhờ. Đây là kiểu chuyển gì đấy? Chuyển tròn từ màu này sang màu này. Đúng nhờ. Thì bài toán quy về gì đấy? Là vẽ hình dạng các cái lá trước, sắp xếp hình các thứ rồi cho nó chuẩn bị tô gì? Tô màu. Đúng chưa? Bước một và gì đấy? Chọn một loạt công cụ gì đấy? Này, hai thằng ngoài để vẽ gì ấy, vẽ cái đường cong này hoặc là bùi gì này hoặc là công cụ pen tool vân vân. Sau đó vẽ gì ấy, vẽ cánh hoa theo ý của mình. Đúng nhỉ? Sau đó tôi bổ chuyện. Thằng này cũng thế, là để các bạn về các bạn làm ở nhà rồi buổi thứ hai buổi trưa kiểu đúng nhỉ? Như thế nào qua đã làm đây gì ạ? Thấy gì ấy? Kiểu chuyện gì đấy? Chuyện gì? Chuyện tròn. Bài toán đưa về là vẽ gì? Toàn bộ gì? Vector cánh hoa, sau đó thì tôi bổ chuyển đếm xem có bao nhiêu màu thì chặn được cái màu. Đúng nhỉ? Thằng này cũng thế. Thằng này gì đây? Ta sẽ vẽ từng mảng một. Đây là một mảng. Đây là một mảng thứ hai. Đây là mảng thứ ba. Đây là mảng thứ tư. Đúng nhỉ? Và mỗi mảng này chia tôi bổ chuyển gì? Đây là chuyển gì? Chuyển thẳng. Đúng nhỉ? Như vậy có một cánh này, hai cánh này, ba cánh, bốn cánh, năm cánh, sáu cánh, bảy cánh, tám cánh và thêm cái gì? Cuộng là chín. Có hiểu không nhỉ? Đơn giản. Ok chưa? Như vậy chắc chắn đây là bài tập về nhà, các em sẽ tự làm thì đã làm sao? Ok. Tại vì chúng ta đang chơi chữ cũ và tiện thể học thêm công cụ gì? Gradient. Ok chưa? Mọi người cần làm luôn hay là học tiếp? Không biết xong rồi làm nhá. Ok, vậy cũng được hay luôn, không gì khó. Và tí nữa bạn Đại và bạn Hiệp học full stack rồi, cho nên các bạn sẽ hiểu vụ với được ngay. Còn tí nữa tôi sẽ gửi link vào nhóm cho Thắng xem. Kênh thì có ấy, thì xem kỹ cái bài liên quan đến full stack với gradient, rất kỹ thì sẽ hiểu ngay. Về mặt logic ấy nó giống nhau, nhưng về mặt thao tác là khác nhau. Như cấu trúc mà giống nhau, chỉ thao tác khác nhau thôi. Nha. Yeah. Ok. Và hôm nay chúng ta học bài rất 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 quan trọng. Chúng ta học đến gì đấy? Các cái lệnh xoay là cái gì rồi. Và hôm nay một cái bài mà thầy muốn các em học rất là kỹ nữa. Nhờ. Thì đó là bảng Pathfinder.
Yeah, ghi rồi. Ta có menu Windows và ta học chuyên về bảng Pathfinder. Và trong Illustrator, bảng Pathfinder này cộng với nhóm công cụ tạo hình vector cơ bản, cộng với bốn lệnh xoay, lật, tỷ lệ và xu nghiêng, thì nó sẽ tạo ra được hầu hết tất cả các hình dạng thế giới này. Nhờ bảng Pathfinder, Ctrl Shift F9. Trong lúc chờ bợ hiệp thì ok, Pathfinder nhờ thứ khi các em bật bảng Pathfinder đây thì bảng Pathfinder đối với lượt thầy nhá, thì thầy là design trên, thầy sẽ dạy các em cách làm như sau. Thường là ở trên cùng bố trí bảng ấy, thường ở khoa trên cùng bao giờ bố trí về mặt màu sắc, bao gồm có bảng color là bảng màu tự chọn, và spreadsheet là bảng sẽ được kê các gì, các mã màu có sẵn, và color guide là các thư viện màu nó cho mình theo các kênh màu vân. Thì tốt trên cùng bao giờ là khoang màu sắc. Tốt thứ hai thì để bao giờ bạn để đó là liên quan đến text nhá, text. Và khoang thứ ba thì để toàn bộ liên quan đến căn chỉnh Pathfinder này, căn chỉnh này, rồi là transform biến đổi. Và cái cuối cùng thì để là các thứ khác như là hiệu ứng appearance, được chưa? Rồi đây bảng Pathfinder, khi một người bấm Ctrl Shift F9 lên bảng Pathfinder đây. Nhờ yeah. Thì chúng ta sẽ đi từng lệnh một nhờ cái này đó làm việc với bảng gì Pathfinder nhờ yeah. Các bảng này là bảng rất quan trọng, học xong bảng này mà nắm được nó thì các bạn sẽ trở thành một pro còn được nhờ yeah, bảng Pathfinder thì chúng ta học khoang đầu tiên đó là khoang xếp mốt đi dậy, học khoang thứ nhất, buổi sau sẽ học khoang thứ hai, học khoang thứ nhất đó là khoang xếp mốt. Đó là các cái lệnh áp dụng cho gì đấy, cho đối tượng vector nguyên thủy nhá, shape nguyên thủy. Shape mode đó là khoang chỉ áp dụng cho các đối tượng gốc nguyên thủy, là phức hợp không làm ở đâu, được chưa? Có bạn các bạn sẽ tạo ra gì ạ, các cung đối tượng người ta bằng gì, bằng các công cụ tạo hình cơ bản nhóm 1, nhóm 2 hoặc pen tool, còn các loại phức tạp không làm được. Thì nhóm 1 này ta học lệnh đầu tiên, thì bảo đấy khi các em học cái bảng này, các em vẽ vào vở, các thể vẽ như thế này, đúng, nhìn thấy vào đây, ô này thì ô rồi chưa, biểu tượng vẽ như này và vở các vẽ như này, thật sự các em sẽ vẽ hai hình vuông lồng vào nhau, nhớ, và đối với lệnh này đặt như này thì bạn sẽ vẽ như này, đây là đặt, nhìn thấy nữa nhớ, hình này hình cắt, thật sự như này, và vẫn là hai hình vuông lồng vào nhau, nhưng cắt là gì, cắt là các bạn sẽ chỉ cắt bỏ phần gì ạ, phần này đi. Như vậy vẽ này mà hiểu gì là phần này bỏ lấy lại phần này. Còn nếu hình này các bạn khó quá, hình này Unite các bạn muốn vẽ rõ hơn đấy, các bạn vẽ như này, Unite vẽ như này, nếu Unite nhá thì bạn vẽ như này thầy, nếu mà chuẩn ra vẽ đúng như này, đó là vẽ một đường như vẽ như này, nếu chính xác vẽ như này, nếu Unite vẽ chuẩn vẽ như này, cạnh này đến đây rồi cạnh này luôn, đúng không, ra đây này, nếu mà vẽ chuẩn cạnh này dừng đâu, xuống vào đây, xuống đây luôn, tại vì hai hình vuông mà, hai hình vuông phải tô kín thế này không thì ra hình này không, nếu mà vẽ vào vở ấy ok nhá, ví dụ thầy em vẽ thôi, thầy đọc thì vẽ nhanh thôi. Giờ chúng ta sẽ đi vào lệnh đầu tiên nhá. Rồi đầu tiên ta cần học trong ngày hôm nay đó lệnh unite biểu tượng đây. Yeah.
unite. Không chưa? Ghi. Lệnh cho phép hàn. Cho phép hàn hai hay nhiều đối tượng thành một đối tượng duy nhất. Cho phép hàn hai hay nhiều đối tượng thành một đối tượng duy nhất. Dòng ghi thì chú ý cái cộng đầu tiên. Mặc định khi thực hiện lệnh này, mặc định khi thực hiện lệnh này sẽ hàn chết đối tượng, sẽ hàn chết đối tượng thành một đối tượng duy nhất. Mặc định khi bấm lệnh này thì sẽ hàn gì ạ? Hàn chết đối tượng thành một đối tượng duy nhất và không thể chỉnh sửa được các đối tượng gốc ban đầu, và không thể chỉnh sửa được các đối tượng gốc ban đầu. Dòng thứ hai, để chuyển về chế độ thử. Để chuyển về chế độ thử. Các bạn nhớ rồi, chú ý đúng với mọi lệnh trong bảng này nhé. Chứ thử rồi ghi là để chuyển về thử, ta giữ phím an. Ta giữ phím an và bấm lệnh. Đi về ta giữ phím an và bấm lệnh. Khi mọi người làm thao tác này, nó hiểu gì ấy? Là hàn thử, hoặc cắt thử, hoặc hơi nhập thử. Phải. Ở lệnh thử cho phép chỉnh sửa được đối tượng gốc ban đầu. Ở chế độ thử cho phép chỉnh sửa được đối tượng gốc ban đầu. Ở chế độ thử cho phép chỉnh sửa đối gốc ban đầu. Khi ưng ý thì bấm lệnh expand trên bảng Pathfinder. Ưng ý thì mọi người bấm lệnh này này. Lúc này chưa hoàn thử nên nó ẩn đi. Bấm lệnh gì? Expand ở trên bảng Pathfinder. Và đối với chú ý đúng với mọi trường hợp nhé. Mọi lệnh trong bảng này đều đúng thế. Như vậy muốn thử thì ông giữ an. Ông không giữ an nó hiểu gì? Thật luôn. Nhớ không có thử thuyết gì hết. Cắt là cắt. Đúng không? Cắt tiếng Anh bạn. Thật. Thật luôn. Là thật luôn. Không có thử. Không sống thử. Thật luôn. Nhớ. Nhìn đây. Thế lệnh hàn này nhìn này. Hàn là như thế này. Giả sử như sau. Tập trung nhớ. Rất hay. Tôi có hình tròn. À hình elip. À, màu đỏ. Tôi có hình bo góc màu xanh. Tôi có hình vuông màu vàng cam. Tôi có hình đa giác màu nâu. Tôi có ánh sao màu hường. Đây. Thế thì tôi để nha mọi người ha. Tôi để này thì về mặt thứ tự thì anh màu hồng đang ở trên cùng. Và khi nếu tôi chọn đúng này mà tôi thử lệnh hàn, hàn đây là gì? Là hợp nhất. Hàn đây là gì? Tất cả các phần giao nhau, tất cả đối tượng này sẽ thành gì? Một đối tượng duy nhất. Lúc này đang là năm đối tượng tách rời nhau, đúng không? Nhưng khi hàn nó hiểu là một. Và mặc khi hàn xong, mặc định màu đối tượng sau cùng sẽ là màu đối tượng nằm trên cùng. Bởi vì anh ngôi sao màu hường đã làm trên cùng, cho nên khi hàn xong anh này sẽ mang màu hường, mang màu ông trên cùng. Thế thì hàn đây, đúng chưa? Và đừng biết tất cả này. Nhìn đây, hàn lúc này là chỉ một đối tượng, không chỉnh sửa được đâu. Nhưng nhìn đây, tôi chạy đến lúc này, tôi giữ an, bấm lệnh hàn, giữ an, bấm lệnh hàn. Lúc này còn nguyên này. Lúc này nguyên rồi, tôi chung ý công cụ gì? Thường tôi nó chỉnh gì đây? Được vị trí nó chỉnh gì đây? Được cấu trúc nó để ra hình gì cuối cùng. Hoặc công cụ gì? À, biến đổi gì? Cấu trúc của nó được. Được.
trái cấm cả. Đến khi tôi nghĩ là gì, tôi mới expand nó. Có hiểu không nhỉ? Từ này xoay bình thường về các kiểu, đúng nhỉ? Khi tôi nghĩ rồi, giờ này bấm là gì, expand. Khi bật chế độ hàn thử, expand mới hiển thị lên. Bấm expand là gì, gạo thành cơm, không chỉnh sửa được. Còn mọi người có thể để nguyên này để lưu file, nếu phòng ngừa khách gì, khách thay đổi. Có hiểu không nhỉ? Ví dụ tôi vẽ hình đám mây, đám mây thì lồng mấy thằng con này vào nhau, đúng nhỉ? Tôi hàn đi, hàn thử đấy. Và không có em muốn đám mây phải chỗ này phải nhô lên tí, ok để hàn thử mà cũng có gì được chưa em? À, không, em muốn to thì to hay chưa, ok rồi anh ạ. Có hiểu không nhỉ? Hàn thử khi mọi người cảm thấy là khách hàng có thể chỉnh sửa thì để hàn thử. Nhớ hàn là hợp nhất thành một đối tượng duy nhất, và màu của nó sẽ là màu lấy đối tượng nằm trên gì, trên cùng. Còn mọi người muốn đổi màu khác được mà, nên mặc định như thế. Ok chưa? Clear. Rồi. Lệnh thứ hai đó là minus fun. Hai nhỏ. Minus fun. Minus fun. Ghi thầm như vậy nhỉ? Lệnh cho phép cắt bỏ phần giao nhau. Lệnh cho phép cắt bỏ phần giao nhau giữa hai hay nhiều đối tượng. Lệnh cho phép cắt bỏ phần giao nhau giữa hai hay nhiều đối tượng theo hai trường hợp sau đây. Theo hai trường hợp sau đây, dòng ghi TH1. Chỉ có hai đối tượng, hai chấm ghi này, thì đối tượng nằm bên trên sẽ cắt bỏ phần giao nhau. Thì đối tượng nằm bên trên sẽ cắt bỏ phần giao nhau với đối tượng bên dưới. Có hiểu không? Lúc này đối tượng bên trên nó sẽ làm khuôn gì? Khuôn mẫu đấy. Và cắt bỏ cái phần gì? Giao nhau. Trường 2. Trường 2. Đó là có từ 3 đối tượng trở lên. Trường 2. Có từ 3 đối tượng trở lên. Thì ghi này. Các đối tượng nằm bên trên. Các đối tượng nằm bên trên sẽ đồng loạt làm khuôn mẫu. Các đối tượng nằm bên trên sẽ đồng loạt làm khuôn mẫu cắt bỏ phần giao nhau. Cắt bỏ phần giao nhau với đối tượng nằm dưới cùng. Được chưa? Rồi. Phần này rất hay, các anh nhìn đây. Để đây nhá, đây là gì? Để đây thì một tí nữa xem, đây là gì ạ? Đây là gì? Might ở đây gì? Tonight. Hôm nay màu này. Bác này màu này. Chú này màu này. Rồi, ông này màu này. Xanh. Đỏ đi. Đỏ các bạn. Rồi. Và tôi vẽ thêm hình chữ nhật mỏng này nữa. Nhờ. Màu đen. Tôi giữ axit xuống đây. Cắt xuống đi. D. Được chưa? Thế thì giả sử này, giả sử nếu tôi có hai đối tượng thôi, giả sử tôi có ngôi sao này với cái đống hình kỉnh này. Sorry mọi người, hai đối tượng thôi nhỉ? Không này, không này đi. Thì thằng nào đang nằm trên? Thằng ngôi sao nằm trên. Khi mà chọn lệnh này và lệnh gì? Minus fun. Minus fun này là gì? Là lấy đối tượng nằm bên trên, là cắt bỏ phần dưới, ra cho phần dưới. Thì bỏ phần này này. Đúng nhỉ?
tôi hàn tôi cắt thử dự án, nhưng mà tôi thì di chuyển gì đấy, đối tượng gì, gốc của tôi gì, chỉnh cái chế độ cắt của nó ưng ý dừng này, có hiểu không nhỉ? Gốc hoặc tôi có thể vẽ ra vầng trăng cô đơn màu đen, thứ hai dự án cắt thử nhỉ, và trong tụi này đấy, trăng khuyết kiểu gì tuy hiểu không? Dưỡng thì có dự án mà. Đúng rồi, khi em muốn hàn thử phải dự án mới chỉnh được đối tượng gốc. Còn nếu không thì hạn nó sẽ dẹo, nó cắt chết. Đây, nhưng mà nếu như thầy lại có từ 3 đối tượng trở lên thì câu chuyện nó khác hẳn. Nhớ, yeah. Xóa ai đi. Trong này ra. Nhìn nhớ. Đúng này, đúng này. Rồi, cho đúng này cho mọi người xem được. Đây, đúng này. Vào đây. Đúng chưa? Ông mày vào đây nữa. Ông này là trên cùng đi. Như vậy ông làm dưới cùng. Ông màu này dưới cùng. Ông đa giác. Chọn đúng này. Dự án hoặc là hạn cắt lượng được. Lệnh gì? Cắt. Thì phải tất cả bọn nằm trên sẽ làm combo cắt bỏ phần giống nhau không? Như vậy ông như vậy gì ấy? Đánh hội đồng. Bọn nằm trên đánh thằng gì? Với thằng dưới cứ phần giao nhau là tán hết. Có hiểu không nhỉ? Hai trường hợp như vậy. Ok chưa? Rồi. Không, các bạn rồi nó từ giờ nó sẽ đồng vào cắt thằng gì? Dưới cùng. Thằng nào dưới cùng thằng sẽ bị cắt. Dưới cùng chỉ có một thằng thôi chứ. Hiểu không? Hiểu đấy, vấn đề là gì? Thằng nào làm dưới cùng thằng sẽ bị chết. Nếu thằng trên sẽ gì? Sẽ cắt bỏ phần giao nhau với thằng dưới cùng. Ok chưa? Đấy, thì nó là bữa tinh thần là như vậy. Tiếp tục. Lệnh này khó nhất đó là lệnh intercept. Ủa thằng đại đâu rồi? Sao tắt? Intercept đi đây. Cho phép lấy phần giao nhau giữa hai hay nhiều đối tượng. Đĩa gửi cho vào nhóm video này là được. Cắt bỏ lấy phần giao nhau nhờ giữa hai hay nhiều đối tượng. Thế đơn giản không? Ý thầy rằng là điều kiện cần và đủ. Thằng này có điều kiện kèm theo nên rất khó. Điều kiện cần và đủ để lệnh này thực hiện được. Chưa? Điều kiện cần và đủ để lệnh này thực hiện được đó là tất cả các đối tượng phải có phần chung giao nhau. Tất cả các đối tượng phải có phần chung giao nhau. Nhớ gạch chân chữ phần chung giao nhau. Bạn nào mà viết bằng Word Excel thì cắt chữ B lên, cho đậm lên, cho màu đỏ lên. Nhớ là phải có phần chung giao nhau của ai? Của tất cả các đối tượng. Nào, bắt đầu khó, nhìn đây. Cực khó luôn. Nhìn này, câu chuyện nếu như thầy chỉ có hai hình này, hai đối tượng quá dễ, cho hai ngày lấy phần gì? Giao nhau, đương nhiên màu sẽ là màu gì? Màu vàng, màu vàng màu trên. Đúng không? Giao nhau được lại lệnh gì? Được lệnh cắt. Hai ngày ngược nhau, thằng này cắt bỏ phần nhau, thằng này lấy phần giao nhau. Nhưng có ba thằng vào thì lệnh này báo lỗi ngay vì sao? Bởi vì chỉ có hai thằng ra nhưng mà ba thằng này không điểm chung. Tôi bấm lệnh này phát là nhìn này, nó báo lỗi ngay. The filter process thì no sun, bộ lọc không có kết quả. Làm ơn gì? Chọn hai đối tượng chồng đè, có phần chồng đè đến nhau. Như vậy nếu tôi để ý này thì được này. Có phần giao nhau giữa ba thằng chưa? Thì phần bè tí giữa này này. Đúng nhỉ? Thế bây giờ bài toán vấn đề là gì? Là tôi muốn cắt làm nào? Tôi muốn lấy phần giao nhau làm nào? Tôi muốn này. Tôi muốn lấy phần giao nhau như sau. Tôi muốn lấy toàn bộ phần giao nhau của đống này với đống này với đống này với thằng con này. Tôi muốn lấy phần giao nhau của hình tròn 5 hình, 6 hình, hình nhật và hình elip với hình cuối cùng này.
bấm được độ nhưng mà bài tập tôi muốn lấy hết cơ, có hiểu vấn đề không nhỉ? Vậy chưa? Thì lúc này bảo thế đơn giản gì đâu, em cắt chung G à, cắt chung nhóm thì một nhóm mà đúng không? Không sợ hai này em lệnh gì ấy. Ý lúc nó khôn lắm, khi các em nhóm vào nó vẫn hiểu đây là các đối tượng gì riêng biệt. Thế thì hai này thì được. Vậy bài toán tôi muốn chọn hình tròn này hoặc n hình bất kỳ để lấy phần ra cho phần dưới này, thì bài toán rất đơn giản là bài toán tôi đưa về bài toán là thực hiện lệnh với hai đối tượng mà thôi, hiểu không nhỉ? Bài toán đưa về là tôi sẽ chia làm hai nhóm, nhóm các đối tượng nằm bên trên thành một nhóm và đối tượng nằm bên gì bên dưới thành một nhóm, và bài toán đưa về là chỉ lấy phần giao giữa gì giữa hai đối tượng mà thôi. Và chúng ta sẽ có một lệnh đặc biệt ở trong Illustrator để đánh lừa, và lệnh này thì khi thực hiện xong nó sẽ hiểu đúng hình tròn đối với màu đen kia và edit màu xanh kia, nó hiểu là một đối tượng chứ không phải là gì là 8 đối tượng nhỉ. Nó sẽ có lệnh cho đây, menu object, lệnh combo path và lệnh make. Ghi thầy lệnh như sau: water. Rồi, ok, menu object và tìm đến hiệu lệnh gì tự đơn path. À, người bạn mình được các bạn menu object gì đây, combo path, menu object, combo path và lệnh make. Tắt cả chân 8 nhớ phím tắt nhờ. Menu object, compound path, make cả chân 8 vào học với lệnh dưới thầy, đó lệnh release an control shift 8. Make tức là gì, nó hợp nhất. Lệnh combo, lệnh combo path chứ, combo path lệnh make nhỉ, các chân 8 nó sẽ hợp nhất các đối tượng thành gì một đối tượng nhá. Lệnh combo path này cho phép hợp nhất các đối tượng thành một đối tượng nhưng mà giữ nguyên đối gốc ban đầu, nó khác ở điểm đấy. Make nhớ, combo path lệnh make là hợp nhất các đối tượng thành một đối tượng duy nhất nhưng vẫn giữ nguyên gì lũ gốc ban đầu. Lệnh này thì máy sẽ bị đánh lừa, nó sẽ hiểu đấy là một gì một đối tượng mà thôi, nhờ hay điểm đấy. Và lệnh thứ hai các bạn dưới này này, menu object có một path lệnh gì release là gì, nó sẽ tháo, nó sẽ gì bỏ cái lệnh gì make kệ đi thành trở về lũ gốc ban đầu. Khi mà người chọn đối tượng đã được make rồi bấm gì cái chữ acid 8 này sẽ gì ạ, nó sẽ trả về gốc ban đầu và lúc này nó hiểu gì là thành 8 đối tượng đúng nhỉ. Đây rất hay. Như vậy là đi chọn này báo lệnh ngay, báo lỗi ngay. Nhìn đây các bạn, bài toán đưa về gì là lấy phần giao giữa hai đối tượng mà thôi. Tôi chọn đúng này là một lớp đúng không, menu gì object, combo path lại gì đây make đấy, make xong rồi. Khi make xong rồi nó hiểu đây là một đối tượng nhỉ. Và khi xong rồi chọn hai này lấy phần gì giao nhau. Đây, đứa hàn em chọn đúng này, đúng này, đúng này hàn với nhau. Đấy, đấy, báo lỗi ngay. Khi em hàn nó còn không ăn được mà đây, em nhìn này, lệnh hàn này, đúng không? Hàn chết thành một gì? Đúng không? Hàn, nhưng nó vẫn hiểu là gì? Là hình phức hợp, nó khổ ở điểm đấy. Lệnh hàn là hình gì tạo hình duy nhất nhưng là hình phức hợp. Chơi lệnh combo path là gì, combo path là lệnh nó sẽ gì đây, đâu rồi, combo path là gì, nó sẽ biến đổi đống này thành một hình phức hợp, hợp nhất thành một hình nhá. Menu object lệnh combo thì path và make, nhưng đánh lừa máy thì máy hiểu đây là một đối tượng hình thù như này nhưng gốc vẫn là gì 8 thằng, có lừa được đấy. Và khi được này mới được. Vậy đây nên bản này, đây là hình phức hợp và thử ấn lệnh release này, release lúc này sẽ trả về gốc nguyên thủy, hay không nhá.
Như vậy rõ ràng là đối với cái lệnh này, bởi vì nó có cái điều kiện kiên quyết cần và đủ, và thực tế nói nó chỉ làm được lệnh với hai đối tượng gì đấy mà thôi. Lệnh này dùng hai đối tượng, chúng ta chỉ quy về gì hai lớp. Khó ra hình sự như này, khó hơn như này thì vẫn được. Nhìn đây, khó hơn mà thầy em muốn như này. Em lại có thêm một đống lỉnh kỉnh như này nữa thầy ạ. Là em muốn như thế này. Em muốn lấy phần giao nhau giữa cái thành ngôn này này, hình này với toàn bộ hình sao. Để cho hình sao là giống mẫu kia nhá. Y chọc vào đây. Em lấy phần giao nhau với toàn bộ hình có màu này với hình tròn với cả hình này này thì phải bằng phải đưa về gì đấy, hai lời con bao không? Vậy chọn ông này với thành ngôi sao này, ngôi sao này, ngôi sao này với ngôi sao này thành một gì, một lớp, một đối tượng mà thôi, có hiểu không nhỉ? Hình này với hình này với hình này thành một gì, thành một gì, lớp con bao mà ta đưa về lấy phần giao nhau giữa hai gì, đối tượng mà thôi, có hiểu vấn đề không nhỉ? Thực tế lệnh gì đấy, lệnh intercept nó chỉ lấy được với hai đối tượng mà thôi, hoặc là ba đối tượng nhưng mà phải phần gì, phần chung nhau không, nó đưa về, đối với bài toán là lấy phần giao giữa hai thằng mà thôi, cái phần giao nhau giữa hai thằng lấy, có hiểu không nhỉ? Có phải thằng này một lớp không, thằng này có hình dạng như này, thằng này hình dạng như này, bài toán đưa về gì đấy, lấy phần giao nhau gì giữa hai thằng hình như này, có hiểu không nhỉ? Giao nhau đây, đúng nhỉ? Thì lệnh combo pass nó làm điều đấy, nó đánh lừa Lucite hiểu rằng là đấy là một đối tượng có hình dạng như vậy chứ không phải là 8 đối tượng hay 10 đối tượng. Còn em muốn hàn thành 10 đối tượng là vẫn hiểu là gì, đấy là phức hợp không hiện được lệnh, cho nên combo pass làm việc đủ như đấy để bọn hiểu sâu hơn về vấn đề như vậy nhá. Combo pass khác với unite, được chưa? Clear này chưa? Cho nên mày lệnh này là lệnh phức tạp nhất. Và đi lệnh cuối cùng, đó là exclude. Đại toàn nghỉ cũng được quan trọng. Buổi đấy buổi tối quan trọng. Lệnh exclude đó là lệnh cho phép trích rỗng phần giao nhau. Trích rỗng phần giao nhau giữa hai hay nhiều đối tượng. Lệnh này rất hay đấy. Lệnh này nó không phân biệt, nó không có điều kiện gì, cứ giao nhau đối tượng là thích. Lệnh này nó khác với lệnh gì đấy, lệnh khác với lệnh gì nhỉ? Lệnh may không, nó khác với lệnh gì? Minus fun. Minus fun là cắt bỏ phần giao nhau, nhưng là gì? Theo trường hợp gì đấy, trên cắt dưới. Còn thằng này nó khác. Đây này, thằng này nhá. Đây, mỗi thằng một màu. Nhìn nhá, có phải như này không? Sơn linh tinh, tôi chẳng biết cho tất cả, tôi chỉ biết cứ phần giao nhau các đối tượng là nó đục thủng. Thấy không? Thằng này nó khác hoàn toàn, chỉ biết là cứ phần giao nhau là đục thủng bất cứ đối tượng nào, cứ giao nhau là có phần giao nhau là tán hết, trích rỗng phần giao nhau, đó là exclude. Như vậy chúng ta vừa đi qua rất kỹ về bốn lệnh trong gì OSM mode. Còn trong ô Pathfinder này là ô kinh khủng, khó hơn rất nhiều. Rất nhiều. Và chúng ta sẽ thử một bài tập như sau. Bắt đầu khó, nhìn đây. Chúng ta sẽ thử có một bài như này, đó là bài... Chúng ta sẽ thử làm cái logo của thì trên thẻ Visa. Đúng không? Thẻ Visa có hình này. Thì bắt đầu từ bài hôm nay chúng ta sẽ phải tư duy hình học rất là tốt. Nhờ, được chưa? Thế thì chúng ta sẽ nhìn vào hình này 1 phút hoặc 20 phút trả lời thầy sau đây. Khi học xong bảng Pathfinder này ở khoang 1
thì bất cứ hình gì làm bài tập chúng ta sẽ trả lời thầy câu hỏi sau đây. Thứ nhất, câu hỏi đầu tiên, nhìn tổng quan của hình này là quy về hình cơ bản là hình gì? Câu hỏi thứ hai, số lượng hình cơ bản tạo ra là bao nhiêu hình? Đối tượng nhìn tổng thể hình này được tạo ra bởi hình hình tròn. Có mấy hình tròn? Tập phân tích. Đối tượng hình tròn. Chuẩn. Có mấy hình tròn? Có hai hình tròn. Một đỏ một vàng. Đi sâu hơn nữa, các phần song song ở giữa thì rõ ràng nó chính là phần giao nhau giữa hai hình tròn vàng và đỏ. Và xuất hiện gì đây? Các sọc kẻ ngang. Như vậy chắc chắn là phải có hình chữ nhật. Đúng nhỉ? Và làm sao đó để được như vậy? Thế thì phân tích hơn, kỹ hơn nữa. Hai hình tròn đỏ và vàng dễ quá rồi. Cái phần ở giữa thì là đường biên của hình tròn vàng và đường biên hình tròn gì? Đỏ, tạo nên hình gì đấy. Và hình này nó chỉ giữ lại các gì? Các vạch ngang kẻ ngang của màu vàng. Còn các vạch ngang của phần đỏ bị gì? Bị bỏ đi. Phải không? Phải chưa? Rồi, như vậy tổng thể hình này nếu mà phân tích ra về lớp thì chỉ có 3 lớp mà thôi. Lớp hình tròn đỏ, lớp hình tròn vàng và lớp gì? Phần ở giữa ra nhau giữa hai thằng. Được chưa nhỉ? Thầy phân tích cho các bạn một lần để các bạn biết cách phân tích. Đầu tiên từ tổng quan đến gì? Đến số lượng hình cơ bản, đến gì? Đến chi tiết. Như xác định là hình tròn và hình chữ nhật, đúng không? Như vậy ta cần có hình tròn và hình chữ nhật với số lượng như vậy để tạo ra hình này. Bắt đầu. Đầu tiên tôi vẽ hình tròn. Công cụ gì? Elip. Hủy màu viền. Màu tô là màu đỏ. Tôi giữ shift để vẽ hình tròn đầu tiên. Tôi giữ gì đây? Giữ gì? An shift di chuyển đến đây. Giữ như này đi. Màu gì? Màu vàng. Đỏ lên trên cùng. Được chưa? Thế thì rõ ràng tôi cần hình này. Hình này chính là hình gì? Là phần gì? Phần giao nhau giữa hai hình tròn. À, vừa học xong. Vì vậy nếu chọn hai hình này mà các em thì lệnh gì đây? Lệnh intersect. Intersect là lấy phần gì? Giao nhau giữa hai hay nhiều đối tượng với điều kiện phải điểm phần chung nhau. Nhưng ở lệnh này khi các em bấm lệnh này thì hai hình gốc bị mất đi, đúng không? Như vậy do bị mất cho nên tôi cần copy hai này để gì? Để cất đi. Ctrl C rồi để đấy. Thì lệnh gì đấy? Lấy phần gì? Giao nhau. Và bây giờ tôi sẽ xử lý phần này. Nhờ phần này như vậy gì ạ? Nó giữ phần này. Tôi cho này màu vàng dễ nhìn đi. Như vậy nó sẽ cắt bỏ phần trên phần này. Như vậy tôi sẽ vẽ gì? Các hình gì? Chữ nhật đi qua đỉnh này. Dài ra như này. Màu gì? Đen dễ nhìn thấy. Được chưa? Được không? Và tôi giữ an shift xuống đây. Và cắt xuống gì? D. Có hiểu không? Thế bây giờ tôi chọn này thì có phải là cái khoang vàng ở giữ lại không? Thì bài toán đưa về gì? Là cắt bỏ phần giao nhau giữa toàn bộ hình chữ nhật bộ đen với hình gì? Vàng bên dưới không? Thì bài toán đưa về lệnh gì nhỉ? Lệnh minus fun. Nhưng mà trường hợp gì? Trường hợp 2 từ 3 đối tượng trở lên thì tất cả các đối tượng nằm trên sẽ đồng loạt là khuôn mẫu cắt bỏ phần giao nhau với đối tượng nằm dưới cùng. Đúng chưa? Lệnh gì? Minus fun. Đúng đó chưa? Bây giờ đã copy rồi, chỉ cần dán gì? Cắt chun B. Đúng không? Dán hành tròn ra phía sau đối tượng gốc nhưng cùng vị trí. Xong bài toán. Như vậy một lớp, hai lớp và ba lớp đã phân tích ở đầu. Chuẩn chưa? Chuẩn. Đến đây chúng ta gì ạ? Làm rất chuẩn. Đấy. Có hiểu như là độ rộng hay là do hình tròn to nhỏ, khoảng cách này do gì? Hình chữ nhật. Đúng nhỉ? Rộng hay là thưa do mình gì? Bố trí. Nhưng cách làm là như vậy. Hiểu thầy không? Hiểu thầy. Nào, đến phần bài này. Bài này thì cực kỳ dễ. Bài này mọi người cũng tập phân tích
đã cho một phút phân tích rồi trả lời thầy đúng ra ba câu hỏi. Nhờ tổng quan quy về hình tối giản nhất là hình gì, bao nhiêu hình, cấu trúc ra làm sao. Nghĩ thì rồi trả lời thử xem. Đây là logo của gì? Mitsubishi. Bài này làm chỉ mấy thao tác thôi. Quan trọng là gì? Khi các em phân tích được đúng hình học, đúng cấu trúc thì bài toán được giải. Còn được không phân tích được thì cứ ngồi làm mò cắt chắp vá các kiểu. Đầu tiên hỏi là hình này quy về hình tối giản nhất là hình gì? Ở hình tam giác. Bởi vì trong công cụ vẽ của Illustrator không có công cụ vẽ hình thoi. Đúng không? Mà chỉ có công cụ vẽ hình tam giác đều. Hình thoi thực tế là chia đôi ra là hai tam giác đều. Đã giải quyết xong. Và hai tam giác gì nhỉ? Lật đối xứng qua gì? Cạnh dưới thì được hình thoi. Và hình thoi này thấy giống nhau. Nó phân bố đều trên một hình tròn gì? 360 độ. Vậy lệnh gì? Lệnh xoay và phân bố đều. Bài toán đã được giải xong. Vì vậy tôi sẽ chọn công cụ gì? Vẽ đa giác. Một tên xuống, giữ ship cho cân. Nhờ màu đỏ. Chọn công cụ này, lệnh đi lật O. Nhờ O đặt bất cứ điểm nào ở cạnh này đều được. Bấm chuột đây. Sau đó kéo xuống, giữ ship cho theo một phương. Giữ gì? Giữ an để gì? Nhân bản. Vừa mới thả chuột. Chọn hai đối tượng này hàn thành một gì? Thành một đối tượng. Được chưa? Bây giờ xoay và phân bố đều theo gì? 130 độ. Tâm nằm ở đâu? Tâm nằm ở đây. Như vậy bước 1 chọn đối tượng. Bước 2 bấm phím R. Rồi giữ an đặt tâm vào đỉnh này. 3 sáng tượng chia mấy? Chia 3. Bấm copy và cắt chân D. Mitsubishi L300 tạo nhanh vào mấy nốt nhạc. Nhờ. Rồi bây giờ mọi người làm thử hai này và mọi người sẽ làm tiếp như thế này. Thầy sẽ gợi ý hai đầu tiên thôi. Nhờ. Bây giờ mọi người sẽ mở ra làm thầy đầu tiên, đó là làm thử viên bi trước để có làm quen một chút với gradient. Nhìn này, hướng dẫn này. Mở bài ra làm cho thầy bài bi trước, còn ba này về nhà làm sau. Sau đó mở bài gì, logo ra làm gì, chọn vẹn cho thầy dọc này, còn này làm được rồi đấy. Cái này làm hết còn gì nữa, đúng không? Dạ. Ok. Thử đi. Bắt đầu. Mở bài này ra trước, làm viên bi trước, sau đó mở bài logo 4 ra làm trọn vẹn dọc này ra thầy trước để hiểu và tiến thể chữa tiếp các bài dưới. Thầy chỉ làm mẫu phân tích cho các bạn gì đấy, hai logo trên thôi để mọi người hiểu được cách tư duy phân tích.